Đó là thế giới riêng của tôi. Tôi không muốn ai bước chân vào, nhất là người lạ. Ok, được rồi. Tôi và cô vẫn sẽ là người lạ, vẫn sẽ vì chuyện của người khác mà gặp nhau. Thế cô đã vừa lòng chưa? Ước mình cùng bay, phát sóng lúc 20 giờ thứ tư, thứ năm, thứ sáu hàng tuần, duy nhất trên siêu ứng dụng VN. Có chuyện gì? Cô muốn biết chuyện về chị Hai không? Xin cô đừng lo lắng quá. Tôi nghe cách nói chuyện của chủ tịch thì tình cảm vợ chồng họ vẫn đang rất tốt. Họ sẽ sớm có con lại thôi. Ông tìm nhầm tôi địa chỉ của chị Hai được không? Điều đấy là không thể. Chủ tịch đang muốn giấu, tôi không có cách nào tìm được cả. Ông ấy làm vậy chắc hẳn có lý do riêng. Xin cô hãy từ từ bình tĩnh rồi mình tìm cách cũng được không? Chị Hai cô vẫn đang ở đấy cơ mà. Cô đang làm cái gì vậy? Tôi đã đi làm, cũng đã có tiền rồi. Lần này tôi sẽ mời ông, để ông đến đây về chuyện của chị Hai tôi. Mặc dù ông vẫn nghĩ là chủ tịch ông đúng. Từ lúc tôi và cô biết nhau, luôn phải gặp nhau vì những chuyện người khác. Chỉ một hôm nay thôi, gạt bỏ hết mọi thứ sang một bên, đi ăn với tôi một cách bình thường có được không? Tôi có thể tìm đại một lý do để từ chối, nhưng mà tôi không muốn nói xạo. Ông cũng biết tôi với ông gặp nhau vì chuyện của người khác. Mà bây giờ mọi thứ đang còn lộn xộn ngổn ngang như vậy, ông nghĩ có làm sao tôi bình thường đi ăn với ông được? Tôi xin phép. Vậy cô để tôi đưa cô về. Đó là thế giới riêng của tôi. Tôi không muốn ai bước chân vào, nhất là người lạ. Ok, được rồi. Tôi và cô vẫn sẽ là người lạ, vẫn sẽ vì chuyện của người khác mà gặp nhau. Thế cô đã vừa lòng chưa? Cô cất cái bản mặt lạnh lùng rồi đi, trông ngứa mắt lắm. Bộ kiếp trước tôi mắc nợ ông hả? Kiếp trước hay kiếp này cô đều nợ hết. Vion phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.